Ôi, xin chào tất cả anh em uh, chơi hoa sim trên cả nước hôm nay uh, vũ hoa sim làm một cái video về một cái cây sim mà uh, đang chuẩn bị nở hoa và đang nở rồi nhé thì uh, thực ra là uh, những cái cuốn video về hoa sim nở mà, mà mình nuôi nấng thì nó cũng rất là ít Đấy, thì hôm nay tranh thủ trước khi em nó lên đường thì vũ hoa sim làm một cái video để gửi tới cho anh em Đấy, chơi cây hoa sim trên cả nước uh, chiêm ngưỡng và cây thì nó không có gì là xuất sắc cả nhưng mà lại rằng là cái, cái, cái chăm sóc và cái, cái chọn lọc cây nó rất là quan trọng thì nó thể hiện qua cái cái thước phim và cái cái độ chuẩn của cây anh em nhé đây thì à, uh, tất cả những cái cành này nó ra hoa ra nụ rất là ok Đấy, chỉ việc chơi thôi nụ rất to các đầu cành thì cái có quá trình tuyển cây và mọi thứ nó rất là quan trọng Đấy, quay tới toàn thể anh em Hoa sim đang nở và sim nó không nở rộ một lúc mà nó vẫn nở lần lượt anh em đây những cái bông này những cái bông này nó sẽ chuẩn bị nở mai kia nó sẽ nở còn những cái bông uh, bông kế tiếp đây thì thì nó còn lâu lâu mới nở nhé Nó nở không nở rộ cùng một lúc. Đây. Mai là xe này sẽ nở. Bông này sẽ nở rồi. Đấy. Đây, những bông này nở trước rồi. Đẹp không? Uh, rất là hạnh phúc vui vì uh, mình nuôi nó và dưỡng nó nó xanh. Tức là một cái màu xanh mà um, ở tự nhiên nhất gần với tự nhiên nhất và cái sự tồn tại lâu nhất, Đấy, nó thể hiện qua cái màu sắc của lá. Đấy, cây này được gần 2 năm. À, như anh em thì thực ra này, mình dùng cái chính sách cắt giật này này, thì cành hoa rất là sai và dễ chăm nhé, và nó, nó giữ được cái form, Nó giữ được cái form form khung. Thì nếu bây giờ anh em mà dùng dây mà vít, đó, thì nó sẽ mất cái form. sau gì sau một thời gian là nó hết lá già rụng đi, là nó mất cái form. Chăm sẽ rất khó Cho nên là cái kinh nghiệm cái cá nhân của mình là như vậy Mình chia sẻ với anh em Đấy Thì cái form này, này Mình tạo dựng bằng cắt giật Và nó chỗ nào chưa đầy nó sẽ đầy Cho quá trình chăm sóc Đấy thì mình sẽ lọc răm, tỉa răm Thì nó giữ, về bọn đến tay mọi người chơi Thì năm nay có năm khác vẫn giữ được cái form đấy Đấy những cái cành phi ra ngoài Mình giữ lại những cái cành mà nó Nó không được đúng vị trí Thì mình sẽ bỏ nó đi còn chỗ nào trống thì mình sẽ lại nuôi để cho tiếp tục những cây này nó nó phát triển ra chỗ trống đấy. đấy thì hôm nay là trực tiếp quay một cái video này để chia sẻ với anh em mà trước khi cây cho đi về với chủ mới, nha anh em nhé. thì sẽ chia sẻ hết mình. thì hôm nay mình cũng đi làm một cái cái vườn sim cho anh em thì um, anh em không biết cách chăm sóc nhưng mà nó rất là kém. nhưng thôi thì cái mình làm cho ai thì mình sẽ chỉ bảo kỹ thuật chăm sóc để gửi tới cho toàn thể anh em nhé. thì uh, sau đây là vũ hoa sim cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ kênh cho vũ hoa sim và tiếp tục thời dần tới đây là vũ hoa sim sẽ làm nhiều những cái cây quý hơn đẹp hơn để gửi tới toàn thể anh em thì năm nay là hoa sim bắt đầu đang nở rồi đấy nở rộ rồi thì uh, muốn chia sẻ cái đẹp cái quý và cái cá nhân của bản thân mình tới mọi người nó thật với các anh em là hoa sim rất là đẹp, quá đẹp luôn, nó nhiều sắc màu, nhá và nó có những cái mà tự dưng mình cảm thấy nó quý, nó nó nó, nó thích thú thì mới chia sẻ với mọi người. Đấy thì sau đây xin kết thúc video ở đây và hẹn mọi người ở những cái video về sau, nha. xin chào và hẹn gặp lại.